bà con nhìn này. Đây. Ui giời ơi. Đủ lụt quá rồi. Ơ, hết chưa ta? Ui giời ơi, mọi người nhận cho mình một chia sẻ. Cảm ơn 72 người chia sẻ để cho nhiều người biết đó nha. Mai Thủy. Mai Thủy là bị lũ quét. Chia sẻ thì được nhiều người vào xem hơn. Chào 1K8 người xem. Wow. Tuổi thơ của con em dân Lê Thủy là chỉ có nhỏ nhất là lũ lụt rồi đó. Làm ăn gì tới là tới đoán đi là chỉ có là bù vào lũ lụt hết. TV tủ lạnh chỉ là cho nước cần lên mà nào lên cái hết mức có thể rồi. Ôi, cùng hôm qua mình ở ngoài mề bên nhà này nè, bên nhà này cũng phải là cũng phải bỏ của nhà lính người chạy qua nhà cao hơn, nhà có được hai mà trốn chứ con trong nhà nguy hiểm lắm. Ở sống đây mình nữa nên đập nguy hiểm. Chào 1K9 người đang xem. Ôi giời. Dân Lê Thủy chưa mà chết rồi mà chưa để trong nhà có đưa đi được đâu. Chào 1K9 người đang xem. Okay. Bên chúng chưa đang còn trọng trói đây. Hà Tĩnh Hà Bàn đây. Không, Lê Thủy bán ơi. Chồng mua Lê Thủy. Slide. Đây này, có người dân bên đây này. Đó. Dạ. Chào hai ngàn người đang xem nha. Số to đi chứ có mua bày khi tuổi bày đó. Khi tuổi gió to thì có mua nữa mà à, hôm qua chào chú cái vinh cho đỏ số đỏ á đỏ cái vinh trắng nhưng mà số đỏ phải không chào hai người xem nha. Gần ràng mà đi coi được. Ô cha để mà bán rồi mấy người này sợ mấy người nát. Quay để cho họ biết nữa chứ. Ô cha là vợ bảy mua luôn. Cái chú đang kỹ ra. Mưa bỏ đó nó bảy nữa. Dạ phải kỹ đông luôn. Dạ phải kỹ đông quá. Mặc lên. Còn chưa. Mọi người cho mình một follow nha. Mình chia sẻ để cho nhiều người biết hết nè. Con bé của nó đủ pin sai điện thoại nha. Nhà có cổ, tự nhiên có người ngồi trên, tự nhiên có người ngồi trên mái không biết bên kia trên. Đó. Xoan chưa đi từng hai đến lên trên chi đến rồi. Nhà mình lâu. Lên đó có ngồi có đi. Ngồi chỗ có thì cả huyên đi. Mạng mà phía nó bên cột điện anh lược bên nó đi. Năm là xây luôn cũng. Thì yên tâm luôn. Dạ con cả lâu nó như đó. Dạ cả bạn. Chào ngồi được ngồi đến nữa mà mời. Leo. Leo.
kịp chứ, chuẩn bị kế đô đoan này thôi mà kế không nổi. Kế cũng nổi chiều, chỉ có là kế hết mức rồi. Nhà được từng mô là kế hết từng nở rồi mà dù. Đây chống cái nhà này kế chi? Để kế đó. Để kế phải ra giống đi là kế đô đoan kế gì nổi. Nhau 2K1 người xem nha. Mọi người chia sẻ, nhìn thấy chia sẻ mình để nhiều người biết. Mọi người cho mình một follow ấy. Ui, Lộc An thì hơn cả chỗ ni nữa. Bép đứng chưa cưa là cái đập bép. Phía tứ nhập. Nhận tay chia sẻ đây. Cảm ơn mọi người đã tặng hoa cho mình nha. Ngập đường, quốc lộ ngập thì đây phải lên từng hai. Con lấy cơm, con này đem qua. Lấy cơm không?